Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là các em đã hoàn thành xong, trong phần bài học trước các em đã hoàn thành xong phần skill 1 với hai kỹ năng, đó là kỹ năng reading và kỹ năng speaking rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần skill 2. Và trước khi bắt đầu với phần skill 2 ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 9. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Đối với phần bài học ngày hôm nay, phần Skill 2, các em sẽ được học về hai kỹ năng, đó là kỹ năng Listening và kỹ năng Writing. Đối với kỹ năng Listening, kỹ năng nghe thì các em sẽ được nghe bài đọc về đặc trưng cuộc sống của đại gia đình, kiểu gia đình là đại gia đình hay còn gọi là extended family. Bên cạnh đó, kỹ năng viết, đối với kỹ năng viết, writing, kỹ năng writing thì các em cũng sẽ được học cách viết, mô tả về các tính cách của những người, những thành viên trong kiểu gia đình, đó là đại gia đình. Làm sao để những người này có thể hòa thuận, hòa hợp với mọi người trong kiểu gia đình, đại gia đình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một số từ vựng mới mà các em sẽ gặp ở trong bài học ngày hôm nay. Ok, now let's start. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với từ vựng đầu tiên. Từ vựng đầu tiên nó là thế hệ. Ta có danh từ thế hệ sẽ là generation. Generation. Generation, thế hệ. Tiếp đến giờ ăn. Giờ ăn ta sẽ có một danh từ để miêu tả giờ ăn, đó là meal time. Meal time. Meal time. Trong đó meal là bữa ăn, time là thời gian. Vì vậy meal time chính là giờ ăn. Tiếp đến đối với các phòng riêng của mỗi người thì ta sẽ gọi nó là private room. Private room. Private room. Private room. Phòng riêng. Tiếp đến ta có một danh từ này có nghĩa là sự đưa ra quyết định. Đây là một danh từ mang nghĩa là đưa ra quyết định, sự đưa ra quyết định sẽ là decision making. Decision making. Decision making. Trong đó decision chính là quyết định. Decision making sẽ là đưa ra quyết định, sự đưa ra quyết định. Tiếp đến ta có danh từ thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp sẽ là compromise. Compromise. Compromise, sự thỏa hiệp. Và cuối cùng ta có cụm động từ get along. Get along mang nghĩa là hòa thuận, hòa hợp với mọi người. Ta có cụm động từ get along, hòa thuận, hòa hợp. Get along. Get along. Get along. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books, để xem thử đối với phần bài nghe, phần listening, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe những gì về kiểu đặc trưng của kiểu gia đình, đại gia đình, extended family nhé. Okay, now let's start with activity 1 in skill 2. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần skill 2. 1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them? Với hoạt động đầu tiên, các em sẽ rèn luyện về kỹ năng listening, kỹ năng nghe. Trước khi nghe bài nghe thì các em sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên, đó là các em miêu tả cái mà em thấy ở trong mỗi bức tranh. What are the similarities? Cái điểm chung giữa hai bức tranh là gì và điểm khác biệt giữa hai bức tranh là gì? Ở phần này các em sẽ nhìn vào hai bức tranh, mô tả và sau đó có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho phần trả lời của câu trả lời mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. Nick is talking about Miss Ha, Jung's mother, about her family in the past. Listen to the conversation and fill in the blanks. Và với hoạt động số 2, các em sẽ xem thử bạn Nick đang nói chuyện với cô Hà, mẹ của Dương, về gia đình của cô ấy trong quá khứ. Các em sẽ lắng nghe đoạn hội thoại và sau đó điền vào các chỗ trống. Ta có các thông tin như là family group. Các em sẽ xem thử là cô Hà ở thời xưa, gia đình của cô ấy ở là loại kiểu gia đình gì. Hay như number of generations, bao nhiêu thế hệ sống trong cùng một gia đình. Use of rooms, cách sử dụng các căn phòng ở trong nhà. Topics to talk about during meals, những cái chủ đề gì mà họ thường nói chuyện với nhau khi ăn cơm. Và sau khi các em đã hoàn thành xong bài nghe và điền các thông tin vào vị trí
từ 1 đến 10, from 1 to 10, các em sẽ tiếp tục với hoạt động số 3, activity 3. 3. Listen again and decide if the following statements are true or false. Ở hoạt động 3, các em sẽ nghe lại đoạn hội thoại giữa bạn Nick và mẹ của Dương một lần nữa. Và sau đó các em sẽ quyết định xem thử liệu rằng những nhận định ở bên dưới là đúng, true hay là sai, false. Ví dụ như chúng ta có một số nhận định. Number 1. Dương is living in a nuclear family. Bạn Dương đang sống trong một gia đình hạt nhân, có nghĩa là gia đình chỉ có bố mẹ và con cái. Hay như nhận định số 2, each member in Dương's family has a private room now. Bây giờ thì mỗi thành viên trong gia đình của Dương đều có một phòng riêng. Number 3, Nick likes the way the family shared rooms in the past. Bạn Nick thích cái cách mà gia đình chia sẻ phòng với nhau trong quá khứ. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem qua các nhận định ở bên dưới và sau đó sẽ bấm nút nghe để nghe bài nghe và xem mỗi nhận định như vậy là true, là đúng hay là false, là sai. Và sau khi hoàn thành bài làm của mình, các em sẽ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm mình nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động số 4, activity 4. Và ở hoạt động số 4 này, các em sẽ được rèn luyện về kỹ năng writing, là kỹ năng viết. 4. Work in pairs. Discuss which three of the following qualities would be necessary for people living in an extended family. Remember to give reasons. Ở hoạt động 4 này, các em sẽ làm việc theo cặp. Các em sẽ thảo luận xem liệu rằng ba cái đặc trưng tính cách nào trong số những cái đặc trưng tính cách bên dưới sẽ là cần thiết cho những người sống trong gia đình, đại gia đình, extended family. Và nhớ là các em sẽ phải đưa ra lý do cho phần lựa chọn của mình. Ví dụ như người ta cho ví dụ mẫu ở dưới, bạn nam này nói: I think you have to be a patient person. Tôi nghĩ là bạn nên phải là một người kiên nhẫn, because you'd be living with lots of others. Bởi vì bạn sẽ phải sống với rất nhiều người. And if you weren't patient, it could lead to problems. Và nếu bạn không thể kiên nhẫn thì nó sẽ dẫn tới nhiều vấn đề. You have to wait your turn for everything. The bathroom, the food. Bạn sẽ phải chờ đợi đến lượt mình cho mọi thứ, đó là từ nhà tắm cho đến đồ ăn. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ đưa ra câu trả lời của mình cho phần bài viết ở phần hoạt động số 4 này. Và các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho phần câu hỏi này nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, activity 5 trong phần skill 2. 5. Write about the three most important qualities you think a person needs to be able to get along with other members in an extended family. You can use the suggested words or phrases above or use your own. Remember to give reasons and examples. Và ở hoạt động cuối cùng, các em sẽ phải viết về ba cái đặc trưng tính cách mà em nghĩ là cần nhất để có thể hòa hợp, để người đó có thể hòa hợp với các thành viên khác trong kiểu gia đình, đại gia đình. Và em có thể sử dụng những cái cụm từ hoặc cụm từ đã được cho và sử dụng nó theo suy nghĩ của em. Các em cũng nhớ là phải đưa ra give reasons, phải đưa ra lý do, cũng như là đưa ra các ví dụ cho quan điểm của mình. Và đối với phần bài này, các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần skill 2 và đây cũng là phần cuối cùng trong Unit 6. Trong phần tiếp theo, các em sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức mà các em đã học, những kiến thức cũng như những bài tập mà các em đã học, đã thực hiện thông qua phần Looking Back and Project. Vì vậy, các em về nhà hãy thực hành lại các bài tập mà chúng ta đã làm từ phần đầu tiên, phần Getting Started, cho đến phần cuối cùng, phần Skill 2, thông qua phần mềm IC Books, và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo, phần ôn tập tập Looking Back and Project của Unit 6 nhé. Ok, goodbye, see you!